Hello, chào em. Chào anh. Em muốn thay đổi kiểu tóc hả? Dạ vâng. Bây giờ anh làm sao cho em nhìn vừa đẹp, vừa cá tính, hả? Hiện đại mà nó không kiểu như là không bị quá là lố ấy anh. Như thế. Em biết anh làm được mà. Cũng được nhưng mà phải kết hợp thời trang rồi. Ok luôn anh. Trang một phần, make up một phần, thời trang một phần, quần áo một phần và phụ kiện một phần. Dạ. Nhà mình ở đâu chị? Nhà em ở Củ Chi. Xa vậy? Dạ. Tại vì em biết tới salon của mình nổi tiếng qua TikTok á. Nên là em bỏ thời gian vượt nắng nôi lên đây chỉ để gặp anh. Gặp anh để anh cắt tóc cho em thôi. Hả? Dạ em bán hàng online. Bán hàng online? Dạ. Dạ em bán thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Hồi nãy bước vào tiệm anh thấy sao anh cứ nói đi ạ? Những cái chân em không đi được. Dạ vâng, chân em không có đi được, em bị bệnh. Vâng, em mổ não xong rồi nó bị di chứng thần kinh ấy. Xong rồi nó ảnh hưởng tới chân em làm em không đi được. Dạ ok anh. Em mổ được 10 năm nay rồi. Vâng. Mổ lại lần 2 năm 2017 nữa. Cái này là phải mổ hoài em. Vâng đúng rồi. Later. Gây xong rồi em. Dạ. Em tính gì? Trời ơi, hài lòng lắm luôn anh ơi. Trời ơi. Đẹp quá à. Em không nhận ra mình luôn á. Tại em cũng đẹp mà. Lát em ẩm bé ra xe nha. Về Gia Lai là voi nhận không ra em luôn. Anh có muốn về Gia Lai cưỡi voi không? Muốn. Đừng nói vậy coi, thích lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, hài lòng lắm luôn á. Cảm ơn em luôn nha, cảm ơn em nhiều lắm nha. Thấy em rất là nghị lực chứ không? Bị hai chân như vậy mà vẫn tự kiếm sống, tự bươn chải. Vậy là quá ok rồi. Dạ, em cảm ơn. Facebook của em là trên Thiên Linh nha. Nếu xe bạn bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước. Hello, hello, hello. Chào em. Chào em. Em chào anh. Em là người trải nghiệm tiệm mới của anh luôn, salon mới, ngày mai đến đây, ngày mai anh mới khai trương á. À, tại thấy em dễ thương quá làm luôn. Cảm ơn anh, không là què rồi. Sao nó nhìn trong cam cái mặt em bự như vậy, thì quay góc nhặt đẹp đi. Mà em bự xưa giờ rồi mà. Em tên gì? Em tên Hiền. Hiền hả? Dạ. Nhà Hiền ở đâu Hiền? Em ở quận 12. Có chồng rồi. Thôi vậy đòn này lấy khay gọi nha. Coi đâu, có chồng có gì đâu. Mình đang hỏi chuyện mà. Ờ. Em làm nghề gì vậy em? Làm cho chị em. Chị em ha, lát qua hỏi chị em tiếp. Dạ. Ờ. Chị em đây đúng không? Dạ. Nè qua đây nè chị chưa có chồng nè, qua đây nè. Chị có chồng đúng không? Rồi qua chị chưa có chồng hỏi. Cứ chờ. Hello. 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 Ôi đó. Giờ
Do nè, em là chị của bé kia mà tại sao em chưa có chồng mà bé có chồng rồi em? Ế anh ơi, ế dài. Thiệt ế. Em tên gì ạ? Thấy em quen lắm luôn á. Em hả? Để em coi kỹ ra kìa. Quen không anh, quen không? Em tên Vi. Vi hả? Dạ. Có biệt danh gì không? Em có biệt danh? Biệt danh Suka. Suka. Suka này hình như là anh thấy hình như hay live stream bán quần áo gì đúng không? Facebook là Lâm Thảo Vi nha. Facebook là Lâm Thảo Vi, fanpage là Suka Shop. Là em anh thấy hay em live stream bán hàng, thấy bán nhiều lắm, quá trời hàng luôn á. Quần áo, đồ nữ không em? Đúng rồi, bán quần áo nữ. Bán quần quần áo nữ, thời trang nữ. Cho em mượn mấy trăm triệu em mở shop đồ chơi in store đó diện. Thôi, Nobita thì được chứ trai em nghỉ chơi. Cái giọng nói nghe rất khá là đặc biệt, giọng nói của Suka khá là đặc biệt, nghe rất là ấm áp. Giọng nói thanh thanh như hổ gầm đó. Em nhiêu tuổi rồi em? Em hả anh, em 30 tuổi rồi. 30 tuổi mà chưa có người yêu, chưa có chồng. Em là người đầu tiên trải nghiệm về cái tiệm mới của anh luôn á. Lấy anh dắt anh lên phòng luôn. Không, phòng trên đây nè. Còn cái phòng trên đây nữa. Thiệt mà. Ok, ok anh luôn. Thầy có biết là tuổi ngọ với tuổi tức là tam hợp không? Biết. Nghĩ có được đến nhau đi. Gu em luôn. Sao em? Đang nhận màu gì em mà Lộc? Màu đỏ đẹp á. À, anh đang quay cam thường luôn á. Anh thật là tàn nhẫn. Cam thường vẫn đẹp mà. Làm bài thơ game Suka. Tự nhiên thầy kêu nhảy số nhảy không kịp thầy luôn. Đây là cách nói chuyện mới hả thầy? Cách nói chuyện mới 2020 nha mọi người, là phải kéo cái gì từ đây xuống này giống như ngày xưa đó. À, chiều chiều ngồi gốc cây đa, bỗng nhiên tôi thấy Suka đen ngồi, dáng dấp tôi có lôi thôi. Nhưng mà vẫn muốn mời Suka về nhà. Xin các bạn cho chàng pháo tay nha. Tuy là lần đầu tiên mình làm thơ nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm đó. Ủa còn bé kia là sao? Ba người đi chung bé kia là sao? Em luôn hả? Dạ. Em của em luôn hả? Nhà em... nghèo ba má đông. Nhà nghèo ba má đông. Nhà nghèo. Qua nè, bây giờ là... Nhà nghèo con cái đông. Nhà tiết. Dạ chào anh. Dễ thương. Nhà Suka còn mấy chị em nữa? Dạ còn một đứa ở nhà nữa. Là bốn chị em gái luôn em? Năm chị em gái hả? Có con trai không? Em nè. Có con trai làm mai cho anh. Đó, dễ thương ghê, cười cái nè, xỉu nè. Em tên gì nè, anh làm thơm tặng luôn nè. Dạ em tên Thảo. Em tên Thảo nè. Dạ. Thảo làm nghề gì? Thảo dạ. Hay là Thảo? Dạ Thảo ạ. À, Thảo làm nghề gì? Dạ em làm chị em. Chị em hả? Em bán hàng like luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh chốt đơn giỏi lắm á. Chốt đơn. Tuổi là Thảo? Dạ em 2K. 2K là 18 tuổi. Dạ 20. Em 20 tuổi. Em tuổi con rồng hả? Dạ đúng rồi. Vậy là thua thầy em một con giáp. Em thì có chị Suka rồi, em có cần Himan Nobita về nhà nữa không? Mẫu người đàn ông của em là gì? Dạ cũng cũng tầm cỡ anh đó. Mẹ ơi, lát con dắt Thảo về nhà nha. Thôi em quay đi thì không quay nữa đâu, em cầm đi luôn. Later. Đó, mới nhậm xong rồi đó em. Ai uống cho em vậy? Anh. Anh tên gì? Anh áo đen. Anh Mộc. Mộc sai. Mời em ăn đậu hủ. Anh dạ. Làm luôn á. Ghê vậy. Anh đã xiết một chút đường và ngọt ngào của anh trong cái ly tàu hủ này rồi.
Hàng chi nó ngọt quá trời luôn. Có chừng bị tiểu đường á nha. Tại anh ngọt ngào lắm. Nhìn là biết ngọt rồi. Màu này là màu đồng nha em. Dạ. Màu này là màu mận Hà Nội. Ở Sài Gòn chưa biết. Vậy là chắc chua lắm. Được cũng được nha. Dạ. Đó, mình thích thì bấm phòng giả, còn muốn thiệt làm thiệt luôn. Đó. Nghiêng là nghiêng lại. Nghiêng đâu cũng được, coi chừng nghiêng vô lòng anh đó. Nghiêng Many months later. Mấy bạn trên TikTok nói em hay thả thính mê gái. Mà em thấy có vậy đâu. Ừ. Em không phải mê gái. Người ta cũng nói là thầy gặp gái xinh, mỗi lần gặp gái xinh là chảy nước. Sao cái chân em ướt quá. Nước của thầy á. Niggas in my grill trying to phase me.